Phiên chợ không đồng cho thanh thiếu nhi năm 2023 với chủ đề Hè vui khỏe kết nối yêu thương vừa được Ủy ban nhân dân phường 4 thành phố Vũng Tàu tổ chức với sự tham dự của hơn 400 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, khuyết tật trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Ủy ban nhân dân phường 4 thành phố Vũng Tàu tổ chức phiên chợ không đồng dành cho các em học sinh. Phiên chợ có 4 gian hàng quà tặng miễn phí. Tham gia chương trình, các em học sinh còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc và tham gia các trò chơi dân gian thú vị, góp phần động viên các em tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu hơn nữa trong học tập để luôn là con ngoan trò giỏi. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 160 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ.